Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Thành phố về công tác xây dựng đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Chinh. Đảng bộ Sở Xây dựng Thành phố gồm 3 đảng bộ bộ phận và 10 chi bộ trực thuộc, số lượng 352 đảng viên. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh, nhưng Đảng bộ Sở đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức thực hiện cơ bản các nhiệm vụ và chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thành phố giao trong năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2020, triển khai hàng loạt các giải pháp cải cách hành chính loại bỏ cơ chế xin cho ra soát các dự án đồ án quy hoạch treo hoàn thiện đồ án thiết kế đô thị khu vực trung tâm